Dạ anh ơi, em tới lấy hàng ship á. Em ship qua địa chỉ này giúp anh nha. Dạ. Mình ký nhận giùm em nha. Thôi, anh không ký đâu. Kế bên đây à, em chạy một cái vèo là tới. Tiền ship của em nè. Dạ anh ơi, nhưng mà... Thôi, anh có việc rồi, anh đi nha. Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Đúng rồi mà ta. Thuê bao quý khách. Chào em đang vận chuyển cái gì vậy? Em đang đi xếp cái cục hàng cho khách đó mà. Đưa tôi kiểm tra. Cái gì đây? Dạ cái này em không có biết. Cái này là em chỉ đi có xếp hàng giùm thôi anh. Theo tôi về đồ. Dạ. Tốt lắm. Để rồi coi, nó lấy cái gì mà nuôi con. Rồi nó cũng phải bỏ đi thôi. Nhưng mà mình làm vậy có quá đáng lắm không anh? Nếu như anh không muốn cưới chị ấy á, thì cứ để chị ấy tự mang thai, rồi tự nuôi con. Mày thì biết cái gì mà nói. Nó mang thai, rồi nữa nó đẻ con ra, dẫn lại gặp tao, coi như là cuộc đời tao thú quắc luôn. Tao cho tiền mày á, thì mày cứ làm đi, hiểu chưa? Dạ. Lần này á, thì mình chỉ hù cho nó sợ thôi. Lần sau á, tao bỏ đồ thiệt luôn. Cũng may á, gói hàng vận chuyển chỉ là bột mì thông thường. Nhưng mà em nên cân nhắc á, vì có thể lần sau ship nhận thức khác mà không biết. Dạ em cảm ơn anh. Chắc em phải tìm việc khác để làm. Mà em xem á, có làm mất lòng ai không? Người ta ở trong tối, em ở ngoài sáng, làm sao mà em tránh được? Em cũng không biết á, ai ghét bỏ em nữa. Tại vì em đang mang bầu á, cho nên phải ráng chịu cực để kiếm tiền nuôi con. Ừ, vậy thôi em kiếm công việc khác á, ít rủi ro hơn mà làm. Chào em. Chào em. Ủa? Sao anh lại tới đây? Thì biết là em có chuyện, nên là tao về xem em thử như thế nào thôi mà. Sao anh biết tôi có chuyện? Hay là chính anh... Đúng rồi. Sao anh đối xử với tôi như vậy? Anh làm ơn buông tha cho mẹ con tôi được không? Được. Chỉ cần á là cô từ bỏ cái đứa con trong bụng đi, tôi sẽ tha cho cô. Không được. Tôi không cần anh phải có trách nhiệm với mẹ con tôi tự lo cho con tôi được. Chỉ cần á anh để yên cho mẹ con tôi đi. Giờ tao nói mày không nghe đúng không? Mày được lắm. Con ơi đừng có sợ. Mẹ sẽ bảo vệ cho con được mà. Chị Hương ơi. Ủa Giang, sao em lại đến đây? Em có việc gì hả? Mà sao em lại ăn mặc như thế này? Chị coi có công việc gì không cho em làm với. Xin việc? Mà sao từ một chủ doanh nghiệp em lại đi xin việc như thế này? Công ty có gì bất ổn em không biết hay sao? Tại em đang mang thai á, cho nên là bây giờ cần kiếm tiền để dành mai mốt nuôi con nữa. Chị có công việc gì không cho em làm với. Chứ bây giờ bầu bì á, đi đâu cũng không ai nhận em hết trơn á. Mà còn công ty của em với Lộc thì sao? Lộc sao rồi? Tụi em chia tay rồi. Bây giờ công ty đó của một mình ảnh thôi à? Ừ, chị hiểu rồi. Thôi, em đi ra ngoài với chị. Chị sẽ sắp xếp công việc cho em làm. Em đi theo chị. Giang, em đứng đây đợi chị một chút. Chị ra kia nghe điện thoại một xíu nhá. Chị Hương, chị đâu đây? Giờ này chị sao rồi? Chị vẫn bình thường. À mà cậu làm sao á mà để Giang bỏ bì phải qua chỗ tôi xin việc vậy? Mà tôi nghe nói á là công ty một mình cậu nắm hết rồi đúng không? Chuyện dài lắm, nhưng mà để em nói ngắn gọn cho chị hiểu nè. Cậu nói đi. Giang dính vào chất cấm mấy tháng nay rồi. Biết bao nhiêu là tiền cũng không đủ. Bịa biết bao nhiêu là lý do. Thiệt á, để em hết cách luôn rồi. Cậu nói thật chứ, Giang vừa mới qua chỗ tôi xin việc mà. Ồ, vậy à, đâu, chị dẫn em đi đi. Em cho chị có bằng chứng. Được, cậu đi theo tôi. Ủa Giang, em qua đi xin việc hả? Công ty của chị Hương á là một công ty lớn. Chị Hương lại là một người công chính liêm minh mà lại cho một người như em vào làm được rồi. Anh nói gì vậy? Tôi không hiểu. Ủa mà sao anh lại tới đây? Lộc đến đây á để nói cho chị biết một sự thật đấy. Sự thật gì vậy?
trong cái túi áo của em đó. Cái gì trong túi áo của em vậy Giang? Đâu có cái gì đâu ạ. Em lấy ra cho chị xem đi. Không có gì thật mà chị. Ủa mà sao vậy chị? Lộc nói á, là trong túi áo của em có hàng cấm. Chị lại sợ em dính vào những thứ đó thưa người. Cũng may là không có đấy. Dạ, có chứ ạ. Cái gì? Anh Lộc nói trong túi áo có hàng cấm là thật. Nhưng mà không phải trong túi áo của em, mà là trong túi áo của anh Lộc. Sao cơ? Ủa? Cái gì? Đồ của cậu á, để trả lại cho cậu thôi. Trên đó còn những tay của cậu đó. Tôi xin lỗi, tôi không thể hại một cô gái tốt tính như cô này được. Anh, có chuyện gì vậy? Anh bị rớt ví sao? Ồ, cảm ơn cô nha. Anh cẩn thận nha. Tiền mất á thì kiếm lại dễ, nhưng mà giấy tờ làm lại rắc rối lắm. Cái ví dạng như vậy á, bên trong rất là nhiều tiền. Sao cô không đợi tôi đi qua rồi cô nhặt nó? Tiền mình làm ra thì xài mới có ý nghĩa. Còn đây là tiền từ trên trời rơi xuống á, mà nhặt được á là dễ quen tay lắm. Em không dám đâu. Với lại sau này em còn phải nuôi dạy con em nữa chứ. Em mà làm việc xấu á, con em nó bắt trước thì sao? Ủa, anh... Đáng lẽ ra cái này đã nằm trong túi áo của em. Nhưng mà anh nghĩ á, bây giờ nó sẽ nằm trong túi áo của người muốn hại em đó. Mày, cậu ác đến thế là cùng. Đừng có lo người khác theo. Người ta không thể hại cậu thôi, chứ người ta không có sợ cậu đâu. Cái thằng này, chị không ngờ mày lại đổ đốn như vậy. Mày dám đổ trò trong công ty của chị hả? Giang, bây giờ xử lý nó sao đây? Anh muốn sự nghiệp á, tôi sẵn sàng cho anh tất cả tài sản của tôi. Anh muốn tương lai, tôi sẵn sàng buông tay anh á, để anh tự do đi tìm người khác. Tôi chỉ cần á, anh cho tôi một thứ thôi, đó chính là sự bình yên. Anh xin lỗi. Là phụ nữ á, tôi sẵn sàng hơn thua với cả xã hội. Nhưng mà khi đã có con rồi, tôi muốn làm mọi thứ tốt nhất dành cho con của tôi. Và tôi có thể làm tất cả điều đó mà không cần đàn ông. Em nghe Giang nói gì chưa? Tất cả bằng chứng này trong tay em á, đi vào tù và sắm hối đi nha. Giang à, anh xin lỗi. Em đừng để người ta bắt vô tù mà Giang. Chuyện của anh với chị Hương á thì tự hai người giải quyết với nhau. Còn đối với anh á, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Vì tôi không muốn á, con của tôi có một người cha tệ như anh. Gọi cuộc đời là những việc đáng khiến nước mắt ai rơi thành dòng. Phải lướt đớn đau vào trong và đồng tiền sẽ biến co thành không. Ta mang suy tư chất đông như con người ta chơi với khoảng rộng. Để biết sao